Rồi, video này chào mấy bác nha. Em có nợ một bác cọc bên em một con Echo 303. Thì con này về nó có mỏ cò ra mỏ vịt luôn này. Đặc biệt con này có một cái cò ra mỏ vịt rất là đẹp. Thì đây là một con Echo 303 nha. Máy bao về dịch ta nổ. Máy rất là vip nha. Thì đây là Echo nha bác nha. Echo 303 cần xoay 360 độ vip luôn bác nha. Đấy nào, đấy rất là vip, kiệt tay trái cũng nổ. Đấy, đấy vip nhá. Coi như xong rồi nhiệm vụ bên em tối nay em đóng hàng cho bác nha. Coi như bên em đã hoàn thành. Đây là con Echo. Ống cần của con này đến 28 ly luôn. Ghê không? Cần dài nha bác nha. Cần con này dài đến mất 6 lần. Về bác xài thao sướng đồ bò này. Chén bát này. Rin đét đẹp luôn. Đã. Sướng thôi rồi. Quá vip luôn. Cần 28. Ống 28 luôn. Đi to. Rồi. Ok bác. Lần nữa cảm ơn bác đã mua máy bên em. Con Echo Curix 303 nha.